Ổng ra ngoài mình tranh thủ mình trao đi, lẹ lên, lẹ lên. Em đưa rồi. Em chưa chưa? Em đưa rồi. Đưa rồi hả? Đưa, ổng đâu thấy đâu. Nè nè, em cầm giùm anh đi. Nè, ngồi xa xa chứ. Tranh thủ. À, em mới đưa rồi đó. Em gửi chị 500 của cụ cụm đất ở Bình Định nha. Đó, còn 500 này của anh chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ á, ở bang Oregon Mỹ á. Gửi cho chị này nha. Con này gửi lén đi. Chứ ổng thấy mất công ổng đòi này nọ người mất công nữa. Em cũng mới gửi lén. Gửi lén luôn hả? Nói thì ông nói thì tao chết mày có tiền mà xài, nói vậy không á. Kiểu như giờ ổng cũng thôi trời ơi. Thôi con đừng nói ba nha con. Thì nói chung bây giờ cái chuyện cũng đã lỡ rồi. Cũng mong lần nào em vô em cũng khuyên hết trơn á là bỏ đi, nhưng mà hình như cái câu khuyên của em là không có xi nhê vậy. Dạ. Cũng thương, cũng khuyên cho một trời khi ơi, có khi nhiều cái em nói cái em nói thiệt luôn chứ nhiều cái em tức lắm, có khi mấy anh ngồi nói chuyện với em vậy đó. Cái bình thường có khi ông nhậu về cái ông ghen cũng nói người ta cần ra nói chuyện với mày không, cái đâu có mà nói chuyện với tao đâu. Người ta thích mày rồi đó. Nói vậy đó, nói gì đó mà nghe được. Nói chung ảnh giờ cái tinh thần ảnh chắc cũng có loạn bấn loạn không chị? Hay là ổng tỉnh táo? Trời ơi, có rượu thì vô hơi bắn lộn thôi chứ ổng không có rượu, ổng tỉnh táo, tiền bạc á mà ảnh xài không mẻ ăn cắt nữa đó. Hiểu rồi. Chứ có rượu mà không mẻ ăn cắt với ổng nữa, ổng mà gỡ đưa em mua gì còn nhiêu là phải đưa lại cho ổng đó. Ổng tính ra hết trơn. Ổng tính từ đồng rồi cắt thôi, không mẻ ăn cắt nữa. Vợ chồng mà giống vậy đó, em thì em có tính gì chứ. Em nói em có tiền em đưa cho ông xài, nói đi xài nhiều xài, còn ổng mua cái gì á về nhà hay gì em làm nữa. Ăn uống đầu cái ổng nói. Okay. Như thường ngày của chị á, nó có bị thiếu hụt trong cuộc sống không? Tiền bạc này nọ đó. Từ hồi lúc em nghỉ mà bây giờ ở nhà em hái rau hái gác đồ thì thiếu hụt, nó đâu có đầy đủ gì. Rồi có khi khổ rồi con, có khi mấy nhỏ không có gì tiền ăn. Rồi không có tiền ăn uống gì hết trơn á, rồi sáng ngày em nấu mì cho nó ăn rồi nó đi học. Dạ. Rồi có khi khổ rồi không có gì mua hết trơn thì nhịn cho nó, giờ bán rau có tiền thì mua, có khi thì không có tiền thì em chạy xuống dưới hết đường đồ ăn thì có tiền thì xuống dưới mua nửa ký. 10.000, 20.000 gì đó rồi xuống dưới em mua nửa cái đường. Vậy là về ăn đỡ rồi coi sao có nữa thì mua. Vậy đó. Vậy là hai bé rồi nè. Từ đó giờ có ăn được những cái món gì mà nó thiệt ngon không? Thì có khi em cũng mua thịt thả này về đầu làm chiên đầu cho nó ăn, đầu khi cũng hầm đủ đồ này kia cho ăn đi thôi chứ ăn ngon đồ ngon gì. Rồi có khi thì có tiền thì mua tôm á về ra, mà đồ mấy con em nó ăn tôm nó ít ăn lắm. Thịt chiên nó chỉ là thấy có thịt chiên, thịt muối là muối nước mắm rồi mầm tỏi muối nước mắm nó rồi nó chỉ là chiên nó ăn cơm, mà có thịt chiên là nó ăn hoài à. Dạ. Ăn cái đó thôi đó. Kiểu như là không biết đòi những cái món xa xỉ quá phải không? Không có đòi gì hết trơn á. Rồi tôm thì có khi ổng mua về đó, rồi cái mua về cái ổng luộc cũng sao hẳn rồi nó ăn không được, thằng lớn nó ăn không được, thằng nhỏ thì nó còn ăn được, bậy bạ nó còn lớn ăn được. Không có vỏ cứng quá hả, không biết ăn rồi mà, ăn mà hàng lớn lại hàng bị ha. Dạ thằng này nè, dạ. Khi nó ăn á thì em phải ngồi là em á, phải lọc vỏ cho nó ăn thì nó ăn có không có nhiều, lọc nó để nó ăn được con cái gọi nghỉ gì đó. Dạ. Nó không có ăn nhiều như con ta. Còn thằng nhỏ thì còn lọt ra nó ăn còn được ha, con còn lớn ăn vậy đó. Nhưng mà thường như anh với chị á là đám tiệc này nọ thường thường có ai mời không? Nói chung người ta cũng biết mình vậy ha, nên người ta không có mời hay là sao? Với hồi lúc đó mà có vợ con về rồi, ổng ta biết ổng cũng nghèo khó, không có tiền có bạc nên người ta cũng ít có mời lắm. À hiểu rồi. Với rồi giờ bệnh nữa. Dạ. Rồi đâu có ai mời nữa. Chứ nếu mà có đi tiệc đi này nọ đó thì cũng còn ăn được những cái món gì món ngon món lạ ha. Về bệnh Hai bé nói chung là cũng phát hiện tới giờ thì cũng là mẹ nấu gì ăn nấy thôi, không biết đòi hỏi gì hết. Không có đòi hỏi gì hết. Nấu gì ăn nấy. Còn
mẹ sáng nào có tiền thì nói mẹ ơi cộng thôi thì mẹ ơi cộng thôi mua cho con hộp cơm cho nó ăn. Rồi còn thằng nhỏ thằng lớn thì tối ngày thì chỉ hộp cơm còn lớn thằng nhỏ này nè có khi thì có tiền cái nó kêu thôi bữa nay mẹ mua cho con tô củ tiếu hay là tô bún riêu gì đó. Dạ. Ăn vậy đó là thôi đó. Có khi nào nó không có tiền thôi bữa nay hết tiền không có tiền mua cơm ăn nên con đi mua xôi thì cũng mua hai anh em đó 5.000 đồng xôi về ăn rồi đi học. Vậy cũng biết ha, cũng hiểu giờ ba mẹ không có tiền vậy đó nên hôm ra cũng không có đòi hỏi gì ha. Có một cái là cái nết quậy này không biết lớn là thay đổi không nè chứ quá trời quậy luôn rồi. Mà lì nữa. Dạ. Ba anh nhà em la muốn dữ lắm là. Dạ, bữa nay chị bó là được nhiêu bó hả? Trời ơi, nhiều lắm chứ mà sáng giờ em bó cũng bán hết mấy lọn rồi. À. Bán hồi xa hồi sáng giờ cũng được mấy lọn rồi. Thằng Thái chắc chiều hôm qua đó rồi hôm nay em ngồi em lựa mấy cái kia rồi cái này em mới bó đây nè. Dạ. Thôi nói chung cũng có nguồn thu nhập vô ra ha. Nhưng mà cái này thì nó ít quá đi. 5.000 bó à. Rồi rau má thì cũng được nửa ký thì em hút nửa ký rau má thì cũng 15.000. Dạ. Rồi còn bịch lắng đọt nhẫn lòng đầu cải đắt đầu này kia thì bịch 10.000 bán gì đó. À, đọt nhẫn lòng là cũng là mọc tự nhiên ha. Mọc tự nhiên mà. Còn cái nãy chị nói cái rau gì? Cải đất. Cải đất á. Cũng mọc tự nhiên. Tự nhiên luôn. Tự nhiên cái mấy cái đó ăn đầu má. Ôi trời ơi, mấy cái tự nhiên đó ăn mới ngon đó nha. Cải đất đó có cải thớn. Trời ơi. Ủa mà gần đây không chị? Thì ở ngoài sau vườn ngoài này nè, em hái về già ngoài sau vườn nhà cũ đây nè. Dạ. Nhà miếng đất của anh Tư là anh lên clip á rồi nó cũng mọc rau này rau kia con má rồi cải đất rồi nó dẻo còn rau muống á thì đừng mương em cũng có mà điểm già đó không có hái rồi em lội mương khác hái đợi đi chỗ khác hái dạ. Có nhiều lắm mà nó già dạ. Rồi em lội theo mương bự rộng người ta hái hái mấy đọt non đọt thược rồi đó mình bán thì mình cũng lựa rau muống mập đọt thược đâu nó non rồi mình bán người ta mua còn cằn cỗi nó già quá đúng rồi thấy em thấy chị kỹ kìa chị bứt luôn mấy cái đó là chị bỏ đó không bỏ cái nào mà sâu quá thì cho nó gọn lại đó chứ anh để rồi bó rồi phải làm cho gọn không muốn rồi cho nó đẹp chứ ra yeah. Dụng gì em cũng phải làm cho sạch sẽ chứ yeah. Làm thì cũng như làm chẳng gì sạch sẽ luôn ta về rồi rau gì cũng vậy cho em lật cũng gọn mà về rồi ta rửa ta nấu rồi à chị bắt mấy con sâu á mấy con sâu á chị để vô là thành rau sạch đó chị rau có sâu là rau không ừ là không có thuốc á trời có khi cũng có mà nó trốn ra anh đâu có thấy có khi nó trốn ở trong rau kìa anh thấy nó để rau nó ỉa đụng chân cái lựa ra lần sau tổ mẹ à vậy là cũng có ha có thế chị biết sao chứ không sao chứ em mà em ra chợ em mua cải em ăn là lựa cái bẻ nào có sâu ăn là em mua còn rau an toàn là không xịt thuốc đúng không sâu nó mới ở còn rau muống này thì con sâu bự lắm đúng rồi sâu cũng như ngón tay vậy đó em thấy em sợ em đi ruộng em thấy em sợ em muốn em sợ lắm dữ lắm hả gỡ ngón tay cái mình không bự út gì nè vậy hả đầu nó trời ơi nó bự lắm mấy sâu đó sâu hiền chị hiền không hiền. Nhìn mặt nó dữ thế mẹ chứ gì con sâu nào mà có lông á mấy con sâu đó mới dữ không, tại vì cái lông nó làm ngứa con sâu mấy con sâu có lông thằng sâu gọi nó cái lông nó anh đụng nó ngứa dữ lắm sâu nào mà không có lông này sâu sâu hiền quá. À vậy là sâu mà của rau muống này á là nó trơn ha nó trơn chuột mà nó xanh giòn hà nếu đeo bán đi anh Hồng ơi rồi mấy con đó ăn béo lắm á nha bây giờ chị ra bán rau đi ừ bán rồi. Ông có trước không? Có, ảnh bán rồi. Nè, thôi để em ra ngoài nha. Ê hay là ê ổng ra ngoài mình tranh thủ mình trao đi, lẹ lên, lẹ lên. Em đưa rồi. Em chưa? Em đưa rồi. Đưa rồi hả? Ổng đâu thấy đâu. Nè, em cầm giùm anh đi. Nè, ngồi xa xa chứ. Tranh thủ. À, em mới đưa rồi đó. Em gửi chị 500 của cụ cụm đất ở Bình Định nha. Đó, còn 500 này của anh chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ á, ở bang Oregon Mỹ á. Dạ. Gửi cho chị này nha. Dạ. Cái này gửi lén đi. Chứ ông thấy mất công ông đòi này nọ người mất công nữa. Em cũng mới gửi lén. Gửi lén luôn hả? Thôi cũng cảm ơn đi chị. Rồi em cảm ơn cụ cụm đắc. Cụ cụm đắc ha. Cụm đắc á. Không bao giờ trước nói thì là mới cất tiền vô đi chợ. Rồi. Lẹ lên đi. Rồi, em cảm ơn. Ừ, cất liền đi rồi hãy nói. Ừ đứng đi. Cảm ơn dữ lắm. Cảm ơn. Rồi giờ mới về.
Nói chung là cảm ơn mạnh. Nói chung mạnh Thường Quân nó giúp đỡ đi. Cảm ơn mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm. Chị để đồng tiền đó cho con mới đi học, chứ thí dụ mình mua thiếu tôi nước mắm gì đó, mình có thể là mình có tiền trang trải ha. Dạ. Hầu như là mạnh Thường Quân là thường thường là kêu mấy anh em gửi là gửi riêng cho chị thôi. Dạ. Còn chị cho tiền cho ảnh thì thí dụ cho ảnh 50 ngàn mua thuốc thôi ha. Dạ. Rồi lát tụi em có về ảnh hỏi có cho tiền không, nó không vô thăm hỏi mà không có cho tiền, nói vậy đi. Ông chửi thấy mẹ luôn, ông nó xạo. Ông đâu coi cái video này đâu. Nó chưa chắc cắt chưa? Cắt rồi nha. À, vậy thì chị cảm ơn Mạnh Quân thì em cắt video. Rồi em cảm ơn Mạnh Quân đã giúp đỡ cho em cái tiền này, em cảm ơn nhiều dữ lắm. Thôi cũng chúc chị á. Cho mấy chị rồi mà Mạnh Thường Quân bằng ăn mạnh giỏi mà giàu sang rồi có tiền có bạc. Thì cũng mong chị á là sức khỏe có, lo cho hai đứa nhỏ nó nên người nha. Chứ hai đứa nhỏ mà đã ba là như bỏ qua bên rồi đó, mà không mẹ nữa thì thật sự tụi nó không biết gì đâu ha. Gán nha chị. Rồi thì có gì nữa tụi em sẽ đi tới để mà có quà hay gì đó. Hay là em có dịp đi ngang này em ghé thăm hỏi chị. Đúng rồi. Ha. Chị cố gắng ha. Thì không có cái bữa đó, cái bữa đó cũng không có khổ, không có tiền. Anh này ảnh vừa đem lo, vừa cũng hết nước mắm ăn, cũng hết ngọt, ảnh đem vừa đem mà phần quà có nhu yếu phẩm. Ồ, vậy cũng được. Đây nó cũng là không có hết tiền mua luôn, vừa đem rồi có nước mắm đồ ngọt ăn luôn đó. Không, cái đó thiết thực ha. Cái đó là nó thiết thực hơn để giúp gia đình mình có những cái đó để mình nấu nướng đồ cũng dễ chị. Đôi khi cũng không có tiền mua chai nước tương nước mắm, đôi khi em cũng vậy nè. Nhiều khi muốn mua chai tương mắm nhìn lại túi hết tiền cũng cần thôi, cũng thôi em về nha. Thì khi nào mà em có nhận được cái gì nữa đó bán rồi hả? Bán được nhiều không hả? Ba bịch hả? Dạ. Lý là rau dịu rau má với bịch cải đó. Rồi hết rau mơ lấy gì bán. Rồi không mấy giờ này đi hái đi. Đây. Ra ngoài mũi nó cắn nó tôi luôn à. Trời ơi, con nào mà xấu số nó mới cắn ông đó ông nội ơi. Bữa nay là em cũng thấy cầm dao, em cũng làm lu bu đó chứ không phải là đi buồn nữa rồi. Nói là đi hái hoài có dao bán hết là có dao để ra. Có khi nào bữa nào mình bán không có thì có khi ta lại mua không có nữa. Rồi bây giờ anh bán tay viết rồi cũng quen rồi. Ở người ta cũng quen rồi, người ta cũng lại mua với thằng chắc ta cũng dòm lên mạng để biết. Đúng rồi, ta giúp chị đó. Giúp đỡ. Đúng rồi. Chứ đâu người ta quẹo qua chợ ta mua vẫn có, nhưng mà thôi người ta quẹo qua đây để giúp chị có đồng ra đồng vô. Với mới hổm này giao quay phim giao đồ lên mấy anh này nói chợ ảnh nghèo khổ rồi giúp đỡ rồi mua giao gác vậy quay lên ta thấy đó, người ta cũng biết ta lại ta giúp đỡ ta mua. Đúng rồi. Mà hổm nay tới giờ mà quay lên vô tiếng vậy mà quay cái mạng bữa nay giao gì đó mà hổm nay bán cũng được đó. Bữa nay em có kêu gọi. Nói vậy là cũng kêu gọi nữa đi. Đúng rồi. Mấy cô chú ở Mỹ, ở Pháp, ở Canada ơi, có ăn rau muống đồng không em ship qua nha. Còn mấy anh chị địa phương này là có chạy ngang nhà của anh Hùng với chị đây thì ghé ủng hộ bó rau muống 5.000 thì cũng được cho chị có đồng ra đồng vô nha cô chú anh chị. Ở miền Bắc cũng gửi qua luôn nha. Đồng ship hết, muống đồng nha, ngon lắm. Bữa nào em vô nữa nha. Thôi cũng chúc chị là mua ngoài bán đất đi. Ông cũng phải gắng giúp vợ nha. Mai mốt đâu làm ở công ty ra muốn luôn. Đúng rồi. Rồi quen biết của tôi cho tiền tôi riêng nữa. Rồi nè. Con cháu cho nữa. Rồi tiền đâu? Đây. Đây. Đưa vợ chạy. Đưa vợ đây. Đâu? Đâu? Ồ, cỡ này có tiền nhiều chắc nhậu cũng đã cả mỏ lắm mà nha. Ừ. Nhậu chết. Chết. Kiệt nói mai mốt anh có tiền. Bữa đó anh qua anh rủ dọn đây nhậu nè, nó nói tiền anh à, cưng đi mua mồi về để nhậu mua bia. Trời ơi, phải chi ông từ chấu sao ông cũng nữa, bó tay ông nội luôn. Ông nói chơi mà tôi nói chơi sao không? Ông muốn nhậu mà nhậu đâu giờ này ông nội? Ông nói vậy đó, ông muốn nói theo. Nhậu đâu giờ này? Nhậu phải chiều, mát trời nhậu, nhậu gì giờ này tôi hứng đi nữa. Sáng là ông bán cũng được 35 ngàn không bán, rồi em bán được 20 ngàn đồng muốn. Rồi cũng nay đó cũng được năm mấy ngàn. Ồ, nếu vậy thì cũng được cái cuộc sống hàng ngày cũng tạm gọi là ổn trong thời điểm này ha. Thì em bán rồi muốn có cái chị giữ bà, chị ba bên đây nè, để mua về bà chỉ bào bán món riêu đó. Cái chị kêu đem qua hết, cái chị kêu đem qua cho chị. Rồi đúng rồi. Bán ở dưới để ngoài lộ này nữa nè. Ồ, cái này bán món riêu là ngon lắm nha. Ngon lắm á. Người ta thấy rồi, cái đầu cái nhà thấy ngon, cái người ta mua, có khi mấy chị mua về ăn, khi ta không nhà nó ta làm bún riêu, người ta cũng mua để mua lộn về bào ta làm bún riêu ăn. Đúng rồi, rau muống bào.
Làm bún riêu cũng ngon nè, làm dưa cũng ngon nè. Ôi ơi, cái gì cũng ngon, đã lắm. Cái bún đồng này nó rất là giòn, làm dưa ăn rất là ngon. Con người té về chị ở bả nó nói 11 rồi chị dặn về rồi bả mua cái muối về bả cũng bả bán món cơm nữa, bả ha bả làm dưa chua bả bán cơm nữa. Con bún riêu rồi bán. Chà, mày mốt cái sắm xe tải rồi bỏ mối cái muối mà bả đi luôn á. Không gán này nha chị. Gán đi. Gán giờ em bường cái đầu hay gán người ta kêu có ai kêu em đi mần thì em đi mần, còn không có ai kêu đi mần thì ra hái vườn hái dao này cái kia. Mình chưa cực khổ mà lo chứ còn ở nhà em mới không nữa là chết. Không có đồng bạc. Nói chứ thôi để em đi ra chứ không nói chuyện ổng hồi là ổng. Bây giờ mấy tụi em kết thúc video của chị tại đây ha. Thì mấy tụi em thì để gần trước nói chuyện anh Hùng chút để thôi, ông nói hai người đó cũng khoái mày nữa báo. Thôi để ra ngoài nói chuyện. Ha, vậy đi. Để chị ha. Rồi, thôi. Trước nói chuyện ông chút. Cũng chúc chị giống như là luôn luôn khỏe nha. Dạ. Tỉnh táo rồi đi. Rồi chắc con cái là cái mầm non của tương lai của mình đó. Buồn vợ buồn chồng nhưng mà có hai đứa này cũng là để mà thủ thủy ha. Lấy đó làm niềm vui. Là lẽ sống về sau của mình ha. Dạ. Hai con đó nha là phải ngoan đó, chứ lúc này là chưa thấy ngoan đó nha. Từ từ chắc nó cũng thay đổi chứ gì. Em nói em khổ rồi, em không có biết gì trơn rồi mà nói mà nữa. Giờ em nói là giờ còn nhờ nó. Dạ. Bây giờ em muốn biết chữ đi ra tới đâu là cũng thua người ta hết trơn đó. Đúng rồi đó. Dạ, không biết chữ. Mẹ con khổ lắm rồi đó, giờ là con á với anh là cái nếu mà gán gán để sống á. Nhờ cho nó rồi gì sao mình cũng biết có gì nó cũng giúp đỡ cho mẹ nó được, mẹ kia cũng đỡ. Không, bây giờ quan trọng nó nên người với nó biết lo cho bản thân trước đi. Dạ. Còn cái chuyện lo được mẹ hay không đó cũng là duyên số của người mẹ nữa. Chớ mà nó biết chữ thì mình có gì mình không biết. Đúng rồi. Gán nha con. Em cũng mong. Từ từ đi chứ giờ tôi thấy tôi quậy quá trời ơi. Em cũng mong cho nó học giỏi nó biết chữ thôi. Em không cần gì, em chờ chỉ cho nó ngoan rồi nó học nó biết chữ là em cũng mừng rồi. Dạ. Để em thôi biết chữ không biết chữ nha em gì khổ lắm em thấy rồi. Đúng rồi chị ơi, không biết chữ khổ lắm. Mà thêm cái bệnh này nữa thì sự nghiệp chi tay cũng xa lánh á. Nhưng mà thôi, có con nó là cái niềm vui lẽ sống của mình rồi đó. Thôi, em cũng chúc chị thật nhiều sức khỏe nha. Có gì nữa em đi vô thêm thăm chị thường xuyên. Dạ, thôi em ra ngoài ạ.